Hello, xin chào bạn nha. Thì lâu rồi mình không thể đi quay được nha các bạn. Thì hôm nay mình đi quay với anh em. Thì hôm nay tụi mình có một thử thách nhỏ là với tờ tiền 100 ngàn này. Nhìn tờ tiền 100 ngàn vậy thôi, anh em thấy sao? Rất bình thường. Thì hôm nay tụi mình sẽ dùng tờ tiền này 100 ngàn này đi mua bánh, coi là có thể mua được bao nhiêu cái bánh. Uống gì ạ? Bánh của tôi thôi nha các bạn. Mua cái bánh kem hết tiền vậy? Là mua quay về túi thơ mua cái bánh hồi xưa mà cỡ 1 ngàn 2 ngàn nữa bạn. Dạ. Mấy bánh nó vậy chắc ăn ngon lắm. Ừ. Rồi anh em. Cô ơi, bán bánh cô ơi. Hôm nay mấy con chưa lớn mua hết đây luôn á. Anh anh em mua gì lựa đi. Dạ. Ê, ê. Các bạn ơi, ở đây có cá bán xinh lắm. Cái này mấy người lính. Ôi, quá trời bánh này. Chỉ có 100 ngàn nha bạn. Rồi mua đi, thế nào thích gì mua nó đi, lấy gì đi. Mua mì đi. Nhớ đủ 100 ngàn nha, đừng lấy gì. Cái này nè, ra đây. Mua mì, mua đây. Lấy mỗi thứ một cái đi quá. Cái này là cái này đây là bình. Nhìn đi, thôi cái này không tốt rồi. Nè. Lấy cái này đi. Cái này cho. Đi. Trời 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 trời. Cái này nè, kẹo này nè. Nào, pin nhà này lớn rồi không mua mấy này nha. Cái này nè. Mua rồi, mua rồi. Cái này chưa? Rồi. Rồi rồi. Cái quỷ này với con quỷ này nè. Cái này mới là tuổi thời dữ dội nè. Cái này là lúc 500 một bịch các bạn. Ngày nào đi đâu bịch cũng phải có 500 bịch trong túi nha anh em. Hôm nay mình sẽ lấy 10 bịch các bạn. Cái này đang hot nè anh em ơi. Cái này thấy trên mạng quảng cáo rồi nè. Quảng cáo nhiều lắm á. Thôi mua một bịch thôi rồi. Quảng cáo không hay. Nè anh em. Lấy miếng sao nào ăn nào nhịn. Lấy này vô. Lấy 2 miếng thôi rồi. 2 miếng là nhiều rồi đó. Đây. Kẹo 7 màu. Đây. Lấy luôn. 2, 4. Có 5 màu à. Lấy luôn. Miếng miếng mấy bịch đây. Cái này cũng là tuổi thơ nè các bạn. Lấy luôn. Không nghĩ quay bỏ đi. Cái này lấy mấy cục ta. Để con cái bỏ lấy bánh xì nách lên lấy. Ăn cái này nè. Đây là đúng rồi, sô cô la. Sô cô la xưa mình rất là hay ăn nha. Nè biết các bạn bây giờ các bạn. Đây là kẹo xương các bạn. Hồi nhỏ mình cầm mình núp vào lưng trời. Sau đây anh em mình review cái đàn nha các bạn. Cái đàn này đánh không được nha. Đây có kẹo nè. Kẹo này mấy con nhỏ nhỏ mà khoái ngậm viên cái là tới chiều luôn, phê lắm. Đi xem 10 tỷ mình thấy mình sẽ nách được kìa. Xúc xích nè. Xúc xích đó. Rồi đây. 500 triệu. Trứng nè, trứng nè, trứng này lấy chưa? Mọi thứ lấy một cái đi. Lấy cái trứng nha các bạn. Lấy đây 2 bọc đây, lấy 2 bọc đây. Nhìn thấy hai cục đi. Bỏ này vô đây. Lấy này trên toàn. Rồi anh em mình giờ ra tính tiền đi. Thấy đủ rồi đó. Đây đây đây. Sao tính giờ nè. Đây đây tính. Đây đây. Đây là cái mua một cục bọt này về nè, khoai ca uống 4 ngàn. Đây, tính đi phiêu nè. Đây đây hai cây đó. 2 cây rồi. 3 cây, 4 cây rồi. Ăn nó đi. Nhóc chưa? Cảm ơn. Làm gì tụi mày ngồi vậy? Tao ngồi tao tính tiền mà. Không quản kìa, quay qua anh được quá. Chứ mày cha hả? Mày tính. Rồi bây giờ tính tiền nha, anh em nhớ kỹ nha. 2 ca. 2 ca. Phải con có giấy nữa. Kêu kêu ra, kêu ra. Kêu ra tính tiền. Kêu Như lấy máy tính ra tính rồi. Sợ sợ con không biết anh Như ơi. Ở đây tính hoàn Như ơi. Trời ơi. Ai đi ở đây tao. Cứ món 2 ngàn 2 ngàn chứ.
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Rồi từ từ. Này mấy ngàn ra. Tính trước. 14.000 Này 12.000 nè, 14 cái này có 1.000 hay giờ? 14 15 17 này. Một thằng đếm thôi tụi mày đi. Sửa gì 2.000 nha. Mày thằng đếm ơi. 17 rồi. Tụi mày đếm chi nhiều rồi. 19. 19 rồi. 19. Nè nó nhắc này vô chặng 20. 2.000 20 đó. 22 đó. 22. Cái nữa không có tiền trả đâu đó. Rồi đủ 100.000 anh em về. Yeah. Anh em dẹp ghế ra ngoài nha. Chị đường cho tao qua tụi bay. Ok các bạn, mình đã mua hết 100.000 bánh cô tôi nha các bạn. Thì bây giờ anh em mình sẽ bày ra để coi nó nhiều cỡ nào nha. Đâu có mấy loại mình chưa có thử nữa, bây giờ mình có dịp. Rồi bây giờ ai phải review trước? Tính theo dòng đi, tiếng bá. Tiếng bá đây. Đây bạn, đây là bánh đậu xanh tiên dung các bạn. Đó, hải dương đàng hoàng luôn, gồng vàng luôn. Hay gọi là đậu xanh gồng vàng các bạn. Giờ mình sẽ bóc cái bỏ này ra. Đó. Trong đây là có rất là... Mùi đậu xanh các bạn. Ê, đây nha. Ê. Ê. Người ta ăn ăn từng món đi. Đây, giờ mình sẽ ăn một miếng nha. Nó có mùi đậu xanh bơ bơ cái gì ngon bạn nha, ăn thử nè. Đây mình sẽ review cái bánh sô cô la nha các bạn. Bánh nhiều gì vậy? Mình cắn cái hả? Dạ. Rất là ngon. Tiếp theo chơi chiếc xe này đi. Ừ thì ăn mì miêu miêu nha anh em. Đó. Thì cái này từ nhỏ nó đã có rồi. Thì giờ ăn lại thử. Thì cái mùi vị bây giờ nó cũng giống như thời đó nha anh em. Bịch này hồi đó là 500 đồng. Còn bây giờ là 500 luôn anh em. Hồi đó là 500, bây giờ vẫn là 500 một đồng một bịch nha. Này gì? Là gì đó? Giờ mình sẽ thử cái kẹo Mentos này nha. Mentos hả? Mentos á. Đây là dâu tây nha bạn. Rồi nè, ăn ngừng cục này thử đi. Rất là ngọt. Mềm quá. Nó dai dai đã. Nhai là sướng hàm răng luôn nha. Này tới 5 cục rồi nha các bạn. Rồi dứt cục đó luôn đi bo, dứt cục đó luôn. Mình nam tính to mạnh mẽ, mình chơi màu hồng nha. Thấy nhiều rồi á. Rồi mình nha, cục màu cam. Màu da, ngon quá. Ăn như ớt tan trong hỏng đó, đã đã. Không không à. Ngon quá. Giờ mình sẽ review cái bình sữa nha anh em. Bình sữa này không phải là để nút. Không để, phải để bú đầu. Ngạo quá. Rồi anh em ơi. Cho anh em nữa.
Review mình sửa xong mình quay mắt đi lễ rồi anh em ơi. Ghê. Mình đã đạo như chúa mà quay mắt đi lễ rồi. Nó sửa nó có cái cục gì nè. Con mẹ phải sửa lắm nha. Ai ăn mẹ hả? Ăn mẹ dư đệch. Ăn ngọt sao không anh em ơi? Ăn ngon không? Ăn ngon không? Giờ mình phải đi lễ mình mở hàng tay cho mình review nha anh em. Mời các bạn vô coi. Hai chị ơi, đó hai chị là như đây tổng cộng bao nhiêu tiền à? 50. Ơi, đại rồi. Cho nó lại á. Trăm. Ai nói? Ai nói? 30. Ai nói 30, ai nói 100, ai nói 50. Mày là một cái bao nhiêu? Tao tính nè. Không tính. Rồi, không tính. Cho tính luôn. Không tính nhưng mà, cho tính luôn. Tính luôn đó, ừ, tính đi. Nhiều. Tính toán về. Em đoán sắp xỉ thôi được không? Rồi, rồi, cho đi. Cho tổng trừ 10 ngàn. Cỡ 2-30. Cho tổng trừ 10 ngàn, bây giờ em đi kiếm hết đi. Đưa nó 20 cho em. Cái này nhiêu tiền mà? Cái này 2 ngàn nè. Có 1 ngàn à? 6, 6. Rồi. Có 1 ngàn à? Trời ơi, cho tính thôi. Trời ơi. Mơ. 4 bịch. 4 bịch 2 ngàn. Cái không được không nữa nè. Cái đó cứng mà cả. Cái này cho như 2 ngàn à. Cái này 1 ngàn. Cái này 2 ngàn à. 8 kẹo. Cỡ 40, 50 ngàn à. Đúng không? Rồi. Đúng không? Đúng không? 20. 40, 50, đúng rồi. Có nào có 20 không? Nào 20 không? Nào 20 không? Bốn chân năm chục đúng không? À, có 20 đưa cho Mỹ Hư, cô qua mua hết cái này. 100 ngàn ông ơi. Vậy rồi. 100 ngàn đó. Đây là hình ảnh cái ba tính chất minh họa nè. Đó. Không bị. Ừ. Đây không bị các bạn. Chị Trang qua đây chiêu. Hai đứa mình không biết cái chủ đề gì luôn á, xong rồi mới vừa vô cái ha kìa. 100 ngàn mua được cái gì á hả? Đúng không? À đúng. Các bạn bây giờ mình sẽ ăn cơm trắng ha. Không mà chị thân hả? Ăn bình này cho. À đây, kẹo kẹo. Rồi ăn ăn. Thấy ăn không ta? Ngon. Nhớ nhớ lên. Đã bỏ nó qua một cục cục cục. Đây là gà. Đậu hũ phộng. Cây cây. Còn không? Để lại. Cái này là của tuổi thơ nha. Lớn nhỏ. Lớn nhỏ hóa ra. Rồi lửa lửa. Giờ cái lớn cái đi học, cái đi ngang, cái đi ngang thôi chứ. Còn bên nhà nhẹo quá à. À, kẹo vô. À, đây rồi. Mình ăn cái này. Cái này nè. Cái này. Đây. Cái này là kiểu như là nó hết hạn sử dụng của ba. Thề với mày luôn. Ba để ngoài nắng á ba. Nóng á. Nóng tịnh. Nó chảy ra. Ủa? Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Thằng Nguyên nó mộng á. Nhìn thằng anh với thằng Hiền nó cũng giống nha thôi. Đó là hai anh em nè. Đường thường hẳn mà. Ăn không thể. Thề chứ mày. Dạ, con chanh cho cháu ăn. Thôi, con cái này tôi có cái này có đồ chơi nè. À, dạ. Cái này có đồ chơi nè. Đây, đây, bây giờ. Kiểu này có hai cái đâu rồi. Cái miếng này đi đâu? Nhỏ nhỏ nè. 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 Nhỏ cái gì? Cái này. Bởi vì bắn trứng không mà bắt đầu ăn gì đâu. Cái nè, ở trong đây có đồ chơi nè. Bắn trứng không à, biết trứng không? Có đồ chơi nè, tôi nè. Xì gum nè. Không, cái bên này. Đó. Nè, có cái mũ thôi. Cái mũ thôi, một cái bài. Cuốn nè. Cuốn nè. Con trai cô đồng đồng giật đồng hai. Cái này là con cá. Cái này luôn. Cái này luôn. Đưa vô ăn. Vậy này gì mú. Thấy gì vậy anh chị cho nổi. Chị cũng lòng nó lấy hết rồi. Cái ngọt quá. Đúng rồi ngọt quá. Kẹo ngọt quá. Rồi có mùi sữa. Kẹo không ngọt cái gì kẹo. Vậy thôi. Cái này là kẹo chua nha mấy bạn. Nè giờ bốn đứa ăn thử đi kìa, thử thách là ăn mà vô mà mặt không biến sắc nè. Đây là em thử đầu tiên nha. Chưa, từ 1, 2, 3 nè. Cái này không có chua lắm. Này đứa nào nữa không? Không có chua. Pin nè. Pin nào?
Cái này ngậm vô mà thật mà. Cái này là kẹo mà nó rất là ngọt nha anh em. Ừ. Cái mặt nó không biết sao, mặt nó xạo quá, mặt nó biết sắc rồi. Nó xạo quá. Mua con kẹo, mua con kẹo mà nè. Chua vậy bạn. Mua con cây một bà. Nó chua nhưng mà nó hết, tại vì nó có cái lớp bột chua bên ngoài thôi, nhưng mà nó vẫn là kẹo ngọt. Thôi, bây giờ tôi ngồi trên này nó kẹo quá hàng. Cứ tao nói nhiều là nhức đầu quá. Rất là ngọt nha anh em. Đừng có làm gì là oxy lâu, ôm bê lắc. Mình đang dối lòng đó. Ôm bê lắc. Nó chán. Cô bò. Nhắm xuống đó. Nhắm bỏ. Nát không à? Mốt rồi. Cái này là thường ăn đâm nó nhắm xuống chó nè. Cái này là bị bể bóng rồi. Bể bóng rồi. Nè thôi. Ok anh em, bây giờ mình sẽ thử ra cái đàn nha anh em. Thử đi, thử đi, thử đằng này nè bà nội. Ừ, mấy cái chậu ăn. Không mà anh vô, ai uống. Bây giờ có cái đường vậy à. Thổi đi nó lên á, thổi mạnh vô. Đó. Nước mấy mà nhiều mày đừng thổi. Không sao nha, tại vì cái này nó có cái đường ngăn cách chỗ này. Nếu mà nước mấy chảy vô nhiều hơn. À cái giờ cái này không biết gỡ ra ăn kẹo sao luôn. À đây. Đây. Đỡ. Đây rồi. Đó. Người ta làm trọng tài đó anh. Đúng rồi. Rồi, lấy kẹo ra đi rồi cho mày cái uống. Rồi bây giờ 100.000 luôn rồi, nó ăn xong hết chưa đầy 20 phút nha. Cái gì vậy? Rồi là... Này ông này mới ngậm á. Mấy thanh niên này là còn ăn được, chứ đang còn hết được vài thứ nữa. Video cũng dài rồi nên tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn lên sau. Nhớ đăng ký. Nhớ đăng ký và bấm cái chuông, nhớ like nữa. Comment nhiều nhiều lên nha. Rồi. Và góp ý những ý kiến hay về cái video. Các bạn nếu mà các bạn thích tụi mình làm cái gì đó hay đưa ra thử thách cho mọi dưới phần comment nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt nha. Bye.